Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến ở tại Ấn Độ xảy ra những cái tranh chấp rồi xung đột về tôn giáo giữa hai cộng đồng người Hồi giáo với lại người Hindu ở đây, mà nó lại dẫn đến một cái tệ nạn mà không thấy xảy ra ở các quốc gia khác, đó là khạc nhổ vào thức ăn của nhau. Mà bây giờ nó gây ra đến chuyện đó là có ở hai bang họ phải đưa ra những cái luật mới cấm tiệt cái chuyện mà khạc nhổ vào thức ăn. Thì ở tại bang Uttar Pradesh, thưa quý vị, thì ngoài cái chuyện mà phạt tiền đó, thì họ nói là cái lần đầu tiên họ phạt khoảng 100.000 rupees, tương đương với 1.200 Mỹ Kim. Rồi nếu mà lần thứ nhì đó, tiền phạt gấp đôi, nhưng mà lần thứ ba là vừa tiền phạt mà rồi vừa cộng thêm án tù nữa. Thì cũng thông qua cái chuyện này đó, bên cạnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới thì họ cho biết Ấn Độ là một trong những cái quốc gia mà có số lượng vụ ngộ độc thực phẩm nhiều nhất ở trên thế giới mỗi một năm. Tại Ấn Độ không, thưa quý vị, một năm có khoảng 600 triệu vụ ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm đây là phải vào tới bệnh viện đó, có report từ bác sĩ. Chứ còn nếu mà bị ở nhà tiêu chảy này nọ không ai báo thì không biết, cho nên cái con số thật nó còn cao hơn rất nhiều. Thì ngoài 600 triệu vụ ngộ độc thực phẩm này đó, mỗi một năm Ấn Độ 400.000 người chết vì thức ăn dơ và ngộ độc thực phẩm, thưa quý vị. Chúng tôi vừa nhận được breaking news, Ngọc Lan báo cho biết sẽ có phần thảo luận về tin tức mới nhất với nhà báo Hạo Nhiên chiều nay. Mời quý vị cùng theo dõi trên Đức Đô Sài Gòn TV. Liên quan tới một tường trình tiếp tục của LA East, đài phát thanh công cộng ở Los Angeles, nhưng mà quận Cam nghe rất rõ mỗi sáng, đã từng liên quan tới cái vụ mà cựu giám sát viên Andrew Đỗ nhận hối lộ đó, bây giờ đang chuẩn bị ra hầu tòa. Và cùng với ông Andrew Đỗ vào thời điểm của hội đồng giám sát 2020 là bà Michelle Steele, thì trong bản tin nói rằng bà đã giao 1.200.000 Mỹ Kim tiền thức ăn cho người nghèo và cao niên đó, cho kênh công ty phụ trách in ấn hồ sơ tranh cử của bà. Nhưng mà không những bà Michelle Steele, Andrew Đỗ, mà kể cả các vị giám sát khác, họ đã thông qua một cái tiến trình né tránh cái chuyện mà bạch hóa hồ sơ để có thể giao cái số tiền này mà không cần khai báo. Thì cái vụ này nó như thế nào và cái chuyện này nó ra sao? Thì mặc dù bà Michelle Steele hiện nay không làm giám sát viên nữa, nhưng cái vụ này để cho thấy cái số tiền mà ngân sách COVID-19 đã bị sử dụng một cách sai trái như thế nào. Mà trong bản tin của tờ LA East điều tra đó, bà đã tính cái số tiền, cái công ty mà tính cái tiền ăn đó, nó gấp 3 lần so với những cái khu vực khác. Mời quý vị theo dõi chi tiết thêm chiều nay với chương trình của Ngọc Lan và Vũ Quý Hạo Nhiên. Thế nhưng cảnh sát phối hợp với Canada, bởi vì có xảy ra tại thác Niagara Falls thuộc bên phía New York, mà một phần của Canada. Thì đây là thác Niagara Falls nổi tiếng thế giới, và những ai lên đến New York họ đều khuyên là nên lái xe mấy tiếng đồng hồ đó, từ New York cũng 3-4 tiếng đồng hồ để gần biên giới Canada. Thì đây là một cái chết vô cùng đáng thương. Cảnh sát cho biết sáng ngày hôm nay họ vẫn không tìm thấy xác cũng như hai đứa con của người phụ nữ này. Cô này tên thật là Kianti Means, nhưng mà trên trang mạng của cô đó thì cổ lại viết tên của cổ, tên tục là, hoặc là bí danh Diamond Scott. Thì trước khi mang hai đứa nhỏ lên nhảy thác tự tử đó,
thì đây là những lời nhắn của cô ở trên mạng. Thế nhưng cảnh sát cho biết người ta thảng thốt khi nhìn thấy tự nhiên có ba người rơi xuống, họ gọi tới chuyện gì xảy ra, cảnh sát kéo đến. Thì có những nhân chứng tại chỗ họ nói cô này đã cố tình nhảy xuống. Kianti Means 33 tuổi, Roman Rossman 9 tuổi, và cô con gái Mecca Means mới 5 tháng tuổi mà thôi. Thì gia đình và cũng như bạn bè của cô Means được biết là cô ở trên mạng là Diamond Scott, thì họ nghĩ rằng đây là cái sự thất tình và chán đời của cô gái khi bị bạn trai hay là chồng cũ bỏ rơi, dựa trên những cái lời mặt nhắn này ở trên mạng, thưa quý vị. Cô viết đó, tôi chỉ cầu mong có ai đó lơ thương tôi, bởi vì cái người đàn ông mà lẽ ra ở cùng với tôi, chăm sóc cho tôi thì đã không thương tôi. Cho nên cô của chị mong mỏi được cái điều đó. Đến ngày 1 tháng 10 thì cô viết thêm, trước khi mà mang xác mấy đứa nhỏ nhảy xuống. Cái vụ này nó mới đây thôi, nó xảy ra vào 9 giờ tối ngày 28 tháng 10 thôi quý vị, 28 tháng 10. Nhưng mà trong lòng uất ức rồi cuối cùng không tìm thấy lối thoát đó, thì cô Means mang hai đứa nhỏ đi tự vẫn, bởi vì cô thấy cô không muốn sống nữa. Mà bây giờ nếu mà mình chết mà để lại hai đứa con không ai chăm sóc thì thôi, thà là ba mẹ con chết cho xong. Rồi cô lại nhắn thêm với bạn bè chung quanh đó, bạn nên ôm lấy hoặc là giữ lấy cái người yêu của mình, bởi vì bạn sẽ không biết khi nào bạn sẽ mất họ. Sau đó gửi một cái hình ảnh. Đây là những lời nhắn cuối cùng khi mà cô Means, Kianti Means nhảy xuống. Cái điều đau đớn ở đây đó, cảnh sát nói rằng là họ trong mấy ngày qua, từ cũng gần 4 ngày rồi đến sáng ngày hôm nay, và họ chỉ hy vọng. Cái thác thì nó kinh khủng quá thưa quý vị, cái thác nước này nó kinh khủng lắm. Và cô, những nhân chứng họ nói đó, cô đưa bế hai đứa nhỏ qua cái rào, xong rồi cũng leo qua cái rào luôn, rồi cùng một lúc ôm cả ba đứa nhỏ nhảy xuống cái thác như thế này. Và khi mà xuống thác rồi thì không cách gì mà tìm thấy thi thể nữa, cho đến khi chắc có thể là có thể ngày hôm nay hoặc ngày mai, bởi vì họ nói thường thường là 3 ngày sau thì cái xác chết nó sẽ phình lên và nó nổi lên mặt nước, nó trôi dạt vào bờ, thì lúc đó họ mới hy vọng lấy xác được thôi. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua, công ty Ford tuyên bố sẽ tạm ngừng sản xuất dòng xe F-150 Lightning pickup truck, cái dòng xe điện pickup truck đó thưa quý vị, mà chính xác là ngày 15 tháng 11 ngừng cho đến ngày 6 tháng Giêng, bởi vì nhu cầu của khách hàng mua xe điện đã giảm quá nhiều. Đây là một cái tin không tốt, và đặc biệt 730 nhân viên ở tại cái xưởng sản xuất của Ford ở Detroit đó sẽ bị furlough bắt đầu từ ngày 15 tới tháng 11, ngày mà ngừng sản xuất một cái là bị furlough thôi quý vị. Thì Ford cho biết là thứ nhất, chỉ trong vòng cái tam cá nguyệt này thôi thì cái dòng Model E là cái dòng xe electric của Ford đó, Ford lỗ 1.2 tỷ thì họ dự đoán là nguyên cái năm 2024 này cái dòng xe điện của Ford đó sẽ khiến cho họ lỗ 5 tỷ khi mà sản xuất ra mà bán không có được. Quý vị cũng nhớ là cách đây vài tháng đó, Ford họ đã phải hạ giá cái những cái xe điện của họ rồi, nhưng mà người mua họ vẫn không mua nhiều nữa. Mà chỉ không riêng Ford mà tất cả các công ty hiện nay đang bán xe điện cũng đang bị cái tình trạng Tesla nữa, là hàng dư quá nhiều. Thì đầu năm nay đó, Ford họ đã tuyên bố là họ dẹp bỏ cái department mà chuyên sản xuất xe điện, mà sẽ tập trung sản xuất, bỏ tiền đầu tư sản xuất xe hybrid thưa quý vị.
Thì theo như cái trang tờ báo mà chuyên theo dõi xe điện đó, thì họ nói tính đến tháng 5 năm nay, giá trung bình của một cái chiếc xe điện bây giờ còn khoảng 56.000, đã giảm 15% so với cách đây 2 năm. Cách đây 2 năm trung bình nếu của chúng ta muốn mua một cái xe điện đó là khoảng 60 mấy ngàn, bây giờ chỉ còn có 56.000 thôi. Nhưng mà bắt đầu các công ty đó họ bị tồn ứ hàng quá nhiều. Cũng đáng tiếc, bởi vì điều này sẽ làm cản trở cái tiến trình phát triển xe điện một cách tốt đẹp hơn trong tương lai. Bởi vì bây giờ lại chuyển sang hybrid trở lại, vừa điện vừa xăng. Đa số người Mỹ họ vẫn muốn sử dụng chiếc xe của họ đi chơi xa. Và nhiều người Mỹ sống trong căn chung cư làm sao mà chạc xe điện được. Đó là một cái sự thất bại rất lớn của ngành xe điện. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trở lại với chúng tôi chiều nay trong phần tin tức nổi bật, và đặc biệt với Breaking News với Ngọc Lan và Vũ Quý Hậu Nhiên, liên quan đến tiền gây quỹ Covid lại bị sử dụng sai trái. Chúc quý vị cuối tuần thật nhiều niềm vui.